Sự sao chung ngọt này để tha chế trong khoảng này các cái xã hội cũng là cái đợt mà em khám phá ra là bản thân em có một con người mới bên trong khá là yêu thích nấu ăn à, tức là được ở nhà bao nhiêu ngày là nấu được để nấu bữa ăn nên cứ nấu cũng được à, nhưng mà sau khi hết cách ly thì hết thời gian để nấu món tủ của em là xôi. Oh.